Rồi, xin chào bà con nha. Thì lâu quá kênh Keo Su không có ra những cái video mới để cập nhật cho bà con biết về giống riêu 209. Thì trước tiên thì đầu năm 2022, xin kính chúc bà con và gia đình mình một năm mới vạn sự như ý và bình an, sức khỏe. Thì đây là cái vườn trồng giống riêu 209. Như những cái video trước mà tôi có quay cho bà con xem á, thì thời điểm này là ngày 15 tháng 2 năm 2022. Thì nhìn chung á, thì giống này vẫn đang được cạo, với cái bộ lá nó cũng chưa có rụng nhiều. Bà con thấy không, cái tán lá nó vẫn còn xanh. Trong khi đó thì những cái giống khác thì lá đã rụng rồi, và một số thì nó đã ra lá mới mà nó chuyển sang màu xanh đọt chuối rồi. Nói chung là một số giống khác là có giống là nó rụng cách đây là khoảng một tháng luôn rồi. Trong khi đó thì giống này hiện giờ bộ lá nó vẫn còn, nó chỉ rụng một phần ở phía trên thôi, chứ nó không có rụng toàn phần. Nên mà đối với giống này thì chúng ta khả năng chúng ta có thể cạo tiếp tục được, cạo cho tới hết tháng 2 này nó vẫn còn khả năng cạo được. Đó, thì video này tôi muốn chia sẻ với bà con cái vấn đề á, là nếu mà chúng ta có được những cái giống mà chúng ta có thể kéo dài cái thời gian cạo như cái thời điểm này, thì cái đầu mùa cạo, do là ví dụ như cái mùa khô nó sẽ trải qua từ khoảng tháng 2, cuối tháng 2 cho đến giữa tháng 4, thì chúng ta có thể cho cái vườn cây của mình nó cạo trễ hơn một chút để tranh thủ cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà cái thời tiết nó vẫn còn se lạnh, thì cái lượng mủ nó sẽ đạt hơn so với cái đầu mùa cạo. Đầu mùa cạo thì nó trải qua mùa khô rồi, cái sự chống chịu của cây, nên đầu mùa cạo thì thường nó sẽ ít mủ hơn. Do đó là cái ưu điểm mà lớn nhất theo tôi là của giống này là nó khả năng thay lá từng phần. Nào bà con thấy không? Khả năng thay lá từng phần, và nó có cái thời gian mà nó duy trì bộ lá và nó kéo dài được cái thời gian cạo hơn. Và cái lượng mủ thì nó vẫn còn ở cái mức mà chấp nhận được. Như bà con thấy nè, đối với những cái tô này thì nó tầm khoảng nửa tô rồi đó, thì nó cái lượng mủ nó tầm khoảng 250 cho đến 300 ml mủ trên một cây. Thì nếu mà bà con cứ nhân bình quân ra 500 cây thì nó cũng còn rất là khá đấy. Đó, trong khi những giống khác nó đã thay lá, ra lá mới và nghỉ cạo, ngưng cạo cách đây khoảng nửa tháng, thì trong khi đó thì cái giống này nó vẫn, bộ lá nó vẫn còn tốt, nó vẫn còn xanh, nó còn giữ được, và chúng ta có thể tiếp tục kéo dài cái thời gian cạo vào cái thời điểm này cho tới cuối tháng 2 chúng ta vẫn có thể cạo được. Đó. Lá nó rụng lá từng phần, nó chỉ rụng ở trên thôi bà con, còn ở dưới thì nó không có rụng. Như cây này to, mủ nó vẫn còn duy trì rất là khá. Đó. Tôi sẽ đi thêm vòng vòng ở đây để cho bà con thấy tổng quan cái vườn này. Thì đây là cái vườn mà như tôi đã chia sẻ từ đầu video, thì cái vườn này là vườn trồng giống riêu 209, trồng năm 2015, và năm nay là cái năm mở cạo đầu tiên. Sản lượng thì cũng rất là khá. Tôi chỉ cập nhật ngắn thôi, tôi chỉ muốn nói lên cái nội dung của video này là nói lên là cái khả năng rụng lá trễ là nó sẽ có rất nhiều cái lợi, trong đó thì
Cái lợi thứ nhất là chúng ta có thể kéo dài được cái thời gian cạo, và để mà cái giai đoạn mùa khô chúng ta có thể đưa vào cạo trễ hơn, khi mà cái lượng nước trong trong đất á, cái lượng mưa nó đủ, cái độ ẩm trong đất nó đủ, thì chúng ta có thể cạo trễ hơn so với những giống khác. Và đồng thời một cái ưu điểm nữa là nó sẽ né được cái giai đoạn mà bị phấn cắn. Thì thường là trong cái giai đoạn này nếu mà cây vườn cây của chúng ta mà rụng lá ra lá mới thì nó sẽ trùng với cái thời kỳ mà cái bệnh phấn cắn nó gây hại nặng. Do đó thì nó có hai cơ bản, thì nó có hai cái ưu điểm này rồi, là rụng lá trễ và có khả năng né được cái bệnh phấn cắn, cái bệnh rụng lá phấn cắn đó bà con. Đó, rồi video xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Chúc bà con sức khỏe. Bà con nhớ đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.